HCTV 6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Vào tối mai, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại vòng bảng AFF Cup 2020 gặp đội tuyển Malaysia. Trong cuộc họp báo trước màn đọ sức được đánh giá là then chốt, huấn luyện viên Park Hang-seo đã khẳng định mục tiêu mà ông và các học trò hướng đến ở trận đấu tới đây. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu với đội tuyển Malaysia, huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện sự thận trọng nhất định. Theo vị chiến lược gia người Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu tới. Ở 5 lần gặp gỡ gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đều bất bại trước Malaysia. Tuy nhiên, đó là quá khứ. Vào lúc này, đội bóng của huấn luyện viên Tan Chen Ho đã có 6 sự thay đổi và đội tuyển Việt Nam luôn xác định sẽ nỗ lực hết mình ở từng trận đấu. Trước trận đấu này, huấn luyện viên đội tuyển Malaysia cho biết họ sẽ chơi tấn công, nhưng ông Park đã chuẩn bị phương án cho nhiều tình huống. Các học trò của ông sẽ nỗ lực tối đa trong cả tấn công và phòng ngự. Điều quan trọng là giành được kết quả tốt nhất. Nói về vấn đề đội tuyển Malaysia xin bổ sung lực lượng, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng đây là điều không có trong quy định của giải đấu và đội tuyển Việt Nam cũng đã chịu thiệt thòi khi không thể triệu tập Đỗ Hùng Dũng tham dự AFF Cup năm nay. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.